Hello, xin chào tất cả mọi người. Yeah, cái bịch này rất là nặng luôn mọi người ơi. Hôm nay là tối hôm nay là giờ, hiện tại bây giờ đố mọi người biết nhìn mấy giờ không? 8 giờ 15 phút tối. Và các bạn coi giờ thôi. Jay, come back. Cái cô hàng xóm cô thấy con chày nó đi ra đó, cái cô đứng đó hoài đó. Cô không có đi, tại cô sợ nó đi ra ngoài cái bãi xe. Mà nãy giờ ba Ngọc đứng ở trong này là nhìn nó đó. Hôm nay chị Nhi qua chơi thêm lần nữa các bạn ơi. Để chia tay thêm lần nữa. Chia tay bên nhà chưa đủ, chị qua chơi chia tay tiếp. Bây giờ tầng này là tầng chia tay nha các bạn nha. Không hai lần cho trọn. Không có làm gì qua chia tay hết đó. Trọn cái tình. Ok, hôm nay thì nói chung là cũng không nấu nướng gì hết các bạn ơi. Tại vì đồ đạc rồi tất cả mọi thứ cũng không có còn cái gì để nấu nướng và cũng không muốn nấu nướng nữa. Nên là chị Nhi qua thì hôm nay mình sẽ đãi chị Nhi những cái món như thế này. Là mẹ, 2 phút nữa chị tới rồi, chị mới nhắn con mở ra luôn rồi mẹ. Dạ, giúp giùm con mở ra luôn. Đó, tới rồi đó kìa, chị hãy mới nhắn con đó, ghi là 2 phút nữa tới đó. À đúng rồi. Đúng rồi. Anh Mót lấy cái xe đó tới để chở cái niệm, mình cho niệm á. Con cho cái niệm á, anh chạy chiếc xe đó, anh mướn xe đó, anh chạy tới lấy cái niệm. Hay là ảnh với đi Quynh đi lên lấy cái niệm đi hà. Lấy cái niệm đi rồi về hết chơi. Baby, you want to go with Mót? Go to the store and get the batteries right now? Yeah. Oh, I got your slides. Ok, chơi đi. Đi ra đây lấy đôi dép này đem vô đưa cho ba coi. Mẹ mang dọn lộn dép ba rồi kìa. Lẹ lên. Rồi xong đi vô lấy cho mẹ đôi dép của mẹ ra đây mẹ mang coi. Vậy phải này phải vô lấy cái thao rồi coi. Cái gì? Lấy đi mẹ. Con đứa con gái đáng đồng tiền bắt gạo sức không? Mẹ ơi, mẹ đem trước mà mẹ. Mẹ đem qua trước mà. Ủa mẹ đem ra trước nhưng mà bây giờ mẹ muốn con giúp mẹ đem đôi dép vô đưa cho ba được không? Trời ơi, đứa con gái đáng đồng tiền bắt gạo. Thì ra nó đi ship dĩa cô chú ơi, nó ship dĩa. Hôm nay là mình ăn hải sản nha. Hôm nay là mình ăn crawfish nè, có vài đuôi tôm hùm nè, rồi có JD, go to see Mia, run, trời, chạy mà nó chạy, tôi chạy không lại nó luôn, run, nó rồi Mia từ sáng giờ á, Mark, Dwayne and you gonna go to the storage and get the bat right now, what do you think? Oh, vậy hả? Ừ, giờ đi luôn đi, giờ đi. À, đang để ngoài đó hả? Cái storage em gần đây mà. À, đang để ngoài storage hả? Ừ. Hello mẹ. Ủa, sao em không hello? Trời ơi, bây giờ nó y như người xa lạ rồi. Hello, nó xả quá, nó mắc cỡ á. Sao tôi mệt quá? Nó mắc cỡ. Mệt. Yeah. Ủa, chị có gần đi không? Không. Chỉ đi Quynh với lại... I got it, no worry, yeah. Okay. I'll call Dwayne to come out. Mắc cỡ á. Oh, okay, rồi. Đây. Nhà kho chứ đây làm gì có? Có nhà chơi trong bạn đó kìa. Có nhà chơi trong bạn đó. Nhà xe 2 đi. Làm đi làm mới ra hả? Nay bận hả? Ừ bận. Tại vì 5 giờ có 5 người khách làm tay chân mà đi lắc thì lắc. Rồi. Ok, nó bà cái bà đi chơi làm trước đi chơi sau. Chị em mình biết nhau hết mà lo gì. Trời ơi trong nhà hết chứ cô phải mà khách khứa gì đâu lo đó. Lo làm trước qua chơi mới vui. Bữa nay thiếu người nữa. Thiếu người gì? À bữa nay thiếu thợ làm hả? Bữa nay thiếu út nè, bông nè. À ra ăn ngoài đây cho mát. Chào bác. Mấy ai nó mắc cỡ. Thấy cái mừng mắc cỡ. Chào bác, chào bác. Cái gì mà nặng dữ hả? Không có gì đâu, có đồ mi hẹn rồi hả? Nè ba, cầm lại giùm con rồi ba, nãy giờ con xách đuối rồi ba. Ui giời, ui, nguyên một thùng Corona. Ê, Bia. Bia. Sữa không cho bà lấy. Đó, trời ơi, sợ giờ nó không biết ai vô ai rồi. Đến này qua chơi hả? Hai chị em mình đúng hả? Cưa hả? Cưa thì dữ rồi. Em cũng còn chơi đủ đỏ chổng đó kìa. Đang chơi đi. Hả? Đồ còn quá trời mà. Thì đó chuẩn bị. Trời ơi, thôi đồ. Chuẩn bị đem đi ra ngoài kho rồi hết á. Chào cả nhà đi nha. Chào đi. Xin chào. Nè con nói đi, xin chào. Đi. Con nô cái gì mà nô. Này là ăn chén giấy rồi nha nhà. Không có tô chén.
Để nói khách tới để chân giấy. Tao mở Mỹ á, khách tới toàn ăn chân giấy rồi. Thôi dục cho khỏe, nó khỏe. Rửa đâu mà công sức đâu rửa. Dép con đâu? Chay, bé ngoại nó dép ba. Con đi làm mới về hả? Con mới đi làm. Ba. Trời ơi, nó dẫn con Mia đi gặp nhân lắc kỳ. Yeah, it's a kitty cat. What color? Black. Đúng rồi, màu màu đen. Màu nào giống cái áo mẹ? Màu gì? Màu gì? À, màu gì? Màu đen. Đúng rồi. Màu xanh, let's go. Màu xanh. Phải rồi, con nói đi màu đen. Màu xanh cái mắt đó. Màu xanh giống cái mắt đó hả con? Con nói đi màu đen. Mia kiếm đâu đôi dép đó đi, em muốn mua đôi dép đó cho chạy. Ủa Việt Nam hả? Ừ. Đẹp á, dễ thương á. Nó có cái con gấu nữa mà nó bay mất. 20.000 hả? 20 đồng. 40 đồng. Ê, coi chừng đập cái. Coi chừng nó đập, coi chừng đập, coi chừng đập. Đi đi đi. Bữa nay giận chân. Nay gì cũng rành. Trời ơi. Rồi ok, Điều Quỳnh với lại chồng của chị Nhi về tới rồi. Thôi bây giờ mình ngồi xuống để mình ăn tối. Cũng 9 giờ tối rồi đó mọi người. Đó đây nè, nó về mà muốn nó chơi. She's only gonna play this. Trust me. Come sit here so you can yell. No, across. Sit across so can yell better. Đi Quỳnh nói là chú là anh Mark là ngồi ở đây để hạ vô với ba dễ hơn. Vô ba dễ hơn. I'm gonna sit here. Yeah. In between your mom. Where your mom? Mom sit next to. Ba, mẹ ngồi kế ba đi rồi Đi Quỳnh ngồi đây, cái con ngồi đây đó, vậy là đúng hơn đó. Now. Rồi Nhi uống nhậu không? Uống gì không? Baby, where is the red wine? The one that already opened. Is it in there? I have no idea. I don't keep track of the wine. Rồi Nhi ngồi đi con. Này, một món ăn hôm nay nè các bạn. Em mua hai loại sauce. Một loại sauce đó là garlic butter, cái này là garlic butter nè. Còn cái này là all mixed, là có lemon pepper, Cajun and garlic butter. Look at that. Look at that. Nice. Enjoy. Để gần gần vô. Để bà vô bà lấy cái kéo. Cái này để trải lên bàn, má chế nãy mình không quên lấy cái. Đúng rồi, phải có đồ trải ra làm khoảng. Má đã luôn, enjoy. Ủa, mình cắt cái này mình trải ra được không? Cái bịch nè. Thôi được rồi mẹ, thôi vậy được. Rồi coi con order thêm á hả, bắp với lại khoai với lại tôm hùm đó nè hả? Dạ, đuôi tôm hùm nữa đó. Rồi xúc xích. Dạ. Ăn đi Nhi ơi. Rồi mời cả nhà. Snow crab, there's snow crab over there. Rồi xin mời đại gia đình ăn với gia đình mình nha. Đó Nhi, rượu nó ngon á Nhi. Rượu đó có lý lắm á, uống thử coi. Hàng xóm tặng em á. Rót em đi, chị ly đi. Rồi xin mời, đại gia đình nè. Dạ rồi. No, I'll save for the tequila. Chà, ba đi vô lấy tequila hay gì? Yeah. À, bữa nhớ hứa không? Bữa Nhi nhớ như hứa tối nay không sai không về không? Mai khỏi đi làm luôn. Mày ghé uống miếng này nè hả? Đó là ngọt ngon lắm mẹ. Ngọt ngay à. Ủa ba phát cái tequila đó hả? Cái chai tequila hả? Ba đóng gói, ba đóng thùng lại luôn hả? Còn có một xí nữa mày. Đó vô này nè. Đó có nè. That's the only thing is. Có bia nè. How about this one? You want one? No. Còn ngay à, ngon lắm. Rồi thôi bây giờ vô cái đây, vô cái đây. Đưa cho em ly của em đi, cho em cái. Ly của con này. Ok bà, rồi ok. Rồi ok, rồi hôm nay là coi như là chính thức là để vô để farewell party, ok. Chia tay. Chia tay. 1, 2, 3, yo! Chia tay Michigan, hẹn ngày gặp lại ở Florida. Hẹn ngày tái nạm. Yeah, we're gonna see you in Florida. Yeah, exactly. Yeah. If you go somewhere, I can't. Mới khua đây uống ngon. Bữa nay để mấy ngày cái mùi giống như mùi giấm giấm mà. Yeah, yeah. But in Florida, for sure, I will see you at least once a year. Yeah, yeah, right? For sure. Yeah, yeah, my uncle lives in. Nhi, hôm qua em đi gặp chú thím của Đi Quỳnh á. Chú thím Đi Quỳnh mới mua căn nhà ở Phật Mè luôn. Really? Yeah. Oh. Mẹ em là uncle. Yeah, condo. Cái condo đó, nghe hả? Cool. Ba phòng ngủ. If we're gonna buy the house in Phật Mè, so you can see us there too. Yeah. 7 phút
cách cái downtown Fort Myers. Really? À, bữa mình đi Fort downtown Fort Myers, 7 minutes from downtown Fort Myers. So maybe 15-20 minutes away from the ocean. Yeah, 15. Yeah, yeah, exactly. Yeah. Đi tới biển có 10 phút à. Okay, so they got friends. Ăn đi Nhi ơi, đi làm gì đó bụng ăn đi Nhi ơi. Okay. Ăn đi. Ăn đi, ăn đi. Vâng, ăn đi, ăn đi. Yeah, so we'll have a blast. Oh, cool. Lấy cuộc khoa này cho ảnh nè. Snow cap cho ảnh nè. Yeah, that buys a house, it better be more than once a year. Huh? Cái món này ăn phải bóc tay cả nhà mình ơi, yeah. Bóc tay ăn. Yeah. It should be like 3 times a year. Con bắp đồ ngon lắm mà mẹ, lấy bắp đi mẹ. Ba có nghiêu nữa kìa ba nghe, có nghiêu nữa đó. Ăn đi. You share with me. I don't say that you have to eat them all. Yeah, share. Here, honey. No, I'm not gonna eat that. Oh, you're not gonna eat it? Yeah, em nhường như Nhi nè. Ăn đi, ăn đi. Đây có trứng có đồ này kia. Chị có ăn cái tiệm này chưa Nhi? Chưa. Chị thấy mùi rồi, chị bao giờ cho mày thử. Em cũng ăn mấy lần cái tiệm này rồi. Tiệm cái chỗ mà bà nó mới cho con chay mình con cá mà không? Ăn đi con có nè. Cho con cá nào bà? Cho con cá ấy, con cá nhựa, có con mũ á. Không bà, chỗ khác. Cái này gần nhà mình hơn. Dạ hả? Dạ. Này gần nhà mình kế bên đây nè. Tiệm mà cho mập. Dạ đúng không? Cái tiệm mà bữa mà bà đi ăn Noel đó phải không? Dạ không. Ăn bên này là cái tiệm nào bên sau phi gì phải không? À, hiểu biết hay à. Có lý. Đúng rồi đó. Yeah, that's what you need to đưa cho ảnh cái kéo cắt. Yeah, there's sauce down there. Here. Right here. Đó, phải xuống dưới mới thấy sauce được. Chứ còn hả, không có dạch xuống là không có thấy sauce được. Cũng ngon chứ, thịt nó tươi ghê luôn nè. Được. Đã ăn. Dứt. Quất miếng này, quất miếng một băng coi. Cái này con mở sẵn đây nè. Cảm ơn con nha. Trời em cưng chị. They grew a bond from the flight to Detroit to South Korea. Đi Quỳnh nói hả, mẹ với chị Nhi cái gì đó kêu là tình cảm kết nối từ cái chuyến mà đi từ Việt Nam. Tình thương bánh thương thế gian. Vui một kỷ niệm của bác nha. Mời tất cả mọi người nha. Ngon mẹ. Đây á, vừa ăn mới đây. They did a really good job. Yeah. Để làm sao đây rồi. Trời ơi. Có gì vậy? They went all the way around. Coi Nhi ơi. Coi coi. Cái gì vậy? Con Chay nó là bá chủ sớm này mà. Nhi ơi. Chay đi. Nhi ơi. Nhi ơi. Mẹ ơi. Thấy rồi. Con đi vòng vòng mía mì à. Ờ, đi vòng vòng mía mì. Con đi vòng vòng gì Nhi đi kiếm rồi. Chồng với Mia. Ngon. Vậy thì tôm ngon, tôm ngon nha. Tôm không bị bụng. Sợ nhất là tôm bị bụng á, nhưng mà mày về mà tôm bụng là xong. Yeah, so sorry we can't take you out on a boat, right? Yeah, we just sold it this morning. That's awesome. Congratulations. Yeah. That's perfect timing for you. Oh my god. One burden off our shoulders. Not that owning your boat is a burden. Cái này hai cái này mà mix lại cái nữa thì nó sẽ đều hơn. Đúng rồi. Cái này hơi chậm đà. Hơi chậm đà chút không? Bởi vậy con kêu con mua cái dừa lạc, cái dừa đậm đà ăn cho nó hòa vị. So Alan told me that there's a thing for there's a kids messenger. That the kids can FaceTime and message each other to stay friends over long distances. Really? Yeah. Because the little girls want to stay, you know, keep in touch with her. Oh, really? Yeah. Aww. Cái chú mà bữa mà ngày chùa Lai Pho cái mình mà ấy cái chiếc thuyền vô mình coi pháo bông với chú mẹ. Nói là hả con cháu ngoại muốn giữ liên lạc với anh Chay. Thế hả? À, nên là xin cái ứng dụng gì đó để hai đứa giữ liên lạc đó. À. Cả mùa hè mới gặp lần mà.
Rồi giữ liên lạc rồi giữ. Hồi nãy vô đứng nói chuyện chỗ đó đó. Đó đó. À. Cả mùa hè á. Chừng nào hè nó mới ghé đây à. À, không biết sao không? Cái ngày mà Julie Pho đó ngày Julie Pho đó là chơi với nhau nhiều Ngọc à, hả? Ừ. Nên muốn giữ liên lạc với con trai. Mỹ á, thật sự mà để mà em nghe nói á, là thí dụ như mà đi học á gì không phải là mình học chung lớp khi vậy thí dụ mình giỏi môn kia hơn là mình sẽ nhảy đi chỗ khác à. Chứ không có phải mà ngồi ngay chỗ mà mình học chung với nhau lớp 6, lớp 7, lớp 8, à, lớp 9 không, ngồi hoài không có ngồi hoài vậy đâu. Tôi xếp theo cái thí dụ đứa nào giỏi lớp nào thế nào là à, cứ nhảy gà tưng gà tưng vậy đó, kỹ năng năng khiếu á à. Rồi cái thí dụ như đứa nào giỏi toán hơn thì học cái lớp toán khác Phật. Dạ, đứa nào giỏi văn hơn cứ có vô à, vô văn khác em nghe nói vậy á. Giống như từng lớp nó khác nhau bác. Nó không phải là giống như không phải giống như mình, ví dụ như nguyên một lớp xong rồi bắt đầu cô anh văn lại nguyên lớp nó dạy, cô toán lại nguyên lớp nó dạy. Nên là không có cái chuyện mà học cùng nhau là 12 năm. Yeah, my son again. They come in. Thay đổi bạn liên tục. Dạ, thay đổi bạn liên tục rồi cái công việc của ba mẹ nó phải di chuyển chỗ liên tục. Here comes troubles. Cái này hơi lạc quá ha. Bơi bơ ấy rồi. Này hơi cứng. Cái này mà trộn lại có lý. Now I know the new place. Walk by our house. Hey, hey, hey. Crazy crap. Next to phòng shop. Vô. Vô. Vô bác ơi. Vô cái. Nó ảnh nằm cái đùi nè. Chia tay chứ không có chia tay chứ không có chia chân. Đi thì qua pho đa hoài. Thanh nào cũng đi hả con? Thanh nào cũng đi. Thanh nào cũng đi. Thanh còn đứa thì ấy, đứa thì chạy. Mình đi vòng vòng. Nè, không có ra ngoài đường nha. Không có. Okay. Nha. Không ăn mày không? Nhiều này. Không, không. Có gì là la lên liền nha chay. Nhà đường đó, mà bắt nó là ẩm nó nữa la làng. Không biết ha. Không phải, nó không có thích người lạ mà ẩm nó giúp mà ẩm mà lạ mà ẩm liền lên cái ha là nó là lạnh. Bạn con chơi nhiều khi bị chập nó hoài luôn chứ ẩm nó là nó mới chịu. Yeah. Trời kỳ ạ, rồi mới vô rồi vô nữa anh trời. Vô gì đi chụp ăn. Vô mình cũng phải vô chứ. Chưa ăn hết con tôm mới vô. Cái đầu đây nó cười. Mà sao chị thấy nó không có đông? Đông gì? Cái tiệm đó đó. Nó cao. Ồ. Ra xuống rồi nó cao mà. Hèn chi. Em chưa bao giờ vô đó ngồi ăn. Ừ. Mấy đứa này qua bên đây chó lạc quá. Thiệt hả chứ? Giờ làm sao để mix hai cái hai tụi nó lại với nhau mà ngon á. Ừ. Có cắt đi hả? Hả? Rồi đổi đi. Cột lại cái mình lắc lại ha. Ờ đúng rồi đó. The ham in there. We want to mix it all together. Yeah. Because one is bland and không one cần is... Đâu, không cần đổ cái nước đâu, đổ cái này thôi. Đổ cái này xong rồi chị bỏ cột lại xong chị sóc lên rồi thì... Nó có nước không biết là phải có nước nó mới lạc lại chứ nhí. One is plain and one tastes good. Yeah. When one is salty. Mix them together and perfect. Nè con. Con đổ mày nè luôn anh. Lấy dĩa khác luôn mẹ, lấy dĩa khác luôn cho ngon. Còn dĩa nè. Thắng lên nữa nha, lớp lên nữa nha. Để bên đây nó bị lủng. Coi đây, coi đây. Cột cái gì á? Không. Cột mi à vô đi cho mi à giúp vô á. Rồi đó, khoan để mẹ coi coi, để mẹ coi con cột mi à vô sao? Con cột vô sao? Con cột mi à vô vậy hả? À? Ui cha ơi, rồi bây giờ con làm sao? Hả? Ok, giờ lấy cho mi à get out. Rồi, giờ mi à ấy gao ha, ngồi, chặt quá. Mi à nói, chặt quá. Hả? You want to sit on it? Okay, put your legs up here. Ok, rồi ngồi xuống đây. Ủa giờ ngồi lại hả? Rồi ok. Mẹ cũng làm lại chứ đâu. Rồi ok đi đây. Rồi Mia. Mia. À còn đo- đeo cổ vô luôn hả? Đeo cổ cho không có té. À đeo cổ cho không có té. À, chữ giờ. Có sóng tổ chưa cô chú? Sọt hơi sọt tay vô chứ. Sọt tay vô chứ.
cho cái tay không có đau. Cái tay chút vô đó. Đúng rồi. Rồi ok, seat belt rồi đó. Rồi. Cầm cái này lên. Hold on to this. Hold up. Giữ lên. Rồi ok, JD, let's go. Let's go. Good. Hold it. Let's go. So hold it. She's holding it. Can you Mommy, can you take this out? Đứa bay rảnh quá, đứa bay chơi đi, cái tay mẹ dơ rồi nè. Rồi, đi ra đây. Nó bán phao rồi sao? Ừ, bán phao tao. Cái đó khoai lang hả? Dạ. Phải tay với ba. Vô. Trời ơi, đi quên xạo xạo giờ vô nước ngọt kìa. Trời ơi, that's a coke. Oh my god. I know it. Hèn chi ảnh xung quanh vô. No, I'll have some tequila with you guys tonight, but he snuck it in. Ăn cái gì? Em mà tâm hùm lo lắm nha. Tâm hùm lo gì em nha, trời ơi. Tâm hùm là nó cỡ em luôn rồi. Còn cái ăn biết mà. Ăn đi. Hai anh em mà cái nó trúng ở bên xe này. Cái món này nó tới với em là trong vòng 30 giây ngồi suy nghĩ. Thôi cái món này nhanh gọn nhẹ nhất. Thôi đã. How's the sausage? Hmm? It's pretty good. How old were the people that bought your rope? I think it's 40-50. 40-50. Yeah. Right away. Cash. After they just closed in on a house too. Ảnh đặt đồ là nó ảnh mà nhây nó ảnh đặt nào về Việt Nam á. Dạ. Dịp cái chú cháu mình về chung với nhau chơi một chuyến cho nó vui. Dạ. She said like, you know, whenever we have chance we can go to Vietnam together. So he can go with you in Vietnam. Yeah, he can go. He's gonna be so happy to go with you in Vietnam. Yeah. Oh my god. He can drink with you on the airplane. All the way from America. And every night. And then all the way back. We'll call it the Yo trip. Yeah, because it'll be Yo'd. Oh, it'll be Yo'ing all the time. Mẹ ăn măng bắp rồi mẹ. Ăn rồi, phút mới ăn chưa? Yes, tôm nãy mẹ thường Mỹ với mẹ, nếu mà người ta ăn tôm không đầu. Vậy hả? Còn con là con nói là tôm phải có đầu. Vậy hả? Bà mình phải yêu cầu. Dạ. Tìm mày đi bắn. Bắt tìm mày. Được bắn ấy được mà con ra cắt cho. Cắt con. Cái gì chứ mấy cái này con. Tại vì con lịch sự con cắt vậy thôi chứ bình thường con cắn. Đây là video này cần ăn. Tập lên nhé. Đi khỏe đi. We went to Portland. Có trứng là ngon đi hả? Trứng được. In a matter of 10 minutes, she had the crab, Dungeness crab. Strip. Điện thoại có điện thoại trong nhà anh ta. Mấy con đi qua bên nhà của chú con á, cô bánh bắt cua đã lắm. She can do ở đâu? A YouTube page just on how ở bên Oregon. Oregon á. Vậy hả? Mình bắt một đã lắm. Đi qua nó chú con có cái tàu. Ông bỏ cá vô trong cái lồng đó. Thế bắt đầu ông thả xuống. Thì nó có cái phao nổi. Cái bắt đầu chạy ăn vòng đi ngắm cảnh, cái chừng tiếng mình quay lại mình bắt lên cá không hả? Cua không à? Quá à? Trời ơi, xong rồi em về em làm ổng ăn với ông ngán luôn mà mình bắt lên. Lúc nào mình đi hẹn đi chung thì có hẹn đi chung thì kêu ông dẫn mình đi bắt. Ở đây có xa không? 35 tiếng á. Không đi gần đó hả? Hướng bờ gần bên Cali á. Gần như chỗ Seattle đó. Đã về không hả? Luộc qua thở thăng me rồi. Đã ha. Đã lắm. Tươi thôi luôn á. Tươi. Còn thấy ham luôn. Dạ. Mà
mà bắt lên á, bắt dở bắt lòng lên một cái à. Tại vì có cái đồ mà xây á, xây cho cái lòng lên chứ nên nặng mình đâu dở nổi đâu. Cua ở trong đó hả, một lòng như nè, chừng mấy chục con nó bò ra. Xong bắt đầu mới đổ vô trong cái thuyền, cứ vào mình để lựa con nào sai nhiêu, tại vì nếu mà nhỏ nó không cho mình bắt. Nó có cái sai. Nó có cái sai tùy theo khu vực nó cho mình cái sai bao nhiêu vậy đó. Nhỏ hơn là thể dục, nhỏ hơn thể dục. Một người hình như bắt được 12 con. Dạ tao. Ủa? Vậy thôi hả? Ờ, một người được 12 con thôi. Ví dụ như mình đi trên thuyền mình có 3 người thì mình đã bắt được 3 người được 30 mấy con, càng nhiều người càng nhiều nhiều như ấy. Hồi đó đi bữa đi như 5 được 6 người được 72 con. Trời đất ơi, 72 con. Nghĩ đi, 72 con cua. Cua gì vậy Nhi? Cua Internet đó. À con nuôi con đang trên đó hả? Ừ. Yeah, we gotta go to Maine and then have a lobster stripping. I wanna go to the Maine too. Whenever you and I go, you can like, you know, we can go together. Yeah, I love to go to Maine. I'd love to see you guys do a lobster stripping contest to see if you can pull out all the meat of the lobster first. Oh yeah, I think my money would go on me. They said the lobster. I just, I've seen her in action. The lobster sandwich, they've been good. No offense to you, Nini. Hồi bữa mình ngay chỗ hồi ra mình ăn cái lớp thật kia cũng hơi bậy quá. Cái bánh mì á, hơi bậy cái bánh mì ha. Khô. Nó không có ăn nhầm gì hết á. Kiểu giống như cái, không có gì cái bánh mì với cái gì đó, nó không có ăn nhầm. Có lẽ nó phải làm cái sốt với lại cái lobster á. Xong rồi bánh mì nó phải mềm mềm thì you really like those cứng rồi đó. Sao sẽ sức khỏe có chi? Ăn lắp tà, lắp tà, bánh anh mì là bánh mì. Anh nói cái gì kìa, được chưa? Được vài từ. Yeah. Ngon, không có chi. He said, yeah, maybe you can speak with me. How's your mom doing, Mark? She's good. She's getting better. Getting better? Anh nói thôi, đi Vinh nè, đi Vinh còn biết được nhiều từ rồi. Tại con. Yeah, when she falls, she kind of got like whiplash. So, you know, like when you get in a car accident, you get that whiplash. Should have had a neck bruise. But oops, sorry. I call her on the way. She's starting to heal. Cho anh ăn hết cái snow pop rồi nhỉ? Yeah, give him the snow pop. She won my baby. Yeah, just eat. Nói cho ông nguyên cái ông là ông nói ở đây nhiều người mà sẽ được. No, 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 no. No, no, just eat it. Yeah, just eat it. Ăn đi. Ngại á, không có ngại. Đó, đúng. À, đi mình tình cảm. Ăn đi. Ăn đi, em muốn ăn đâu nè. I've been with them long enough, that's how they eat. They just put stuff on your plate. Ông mà có anh này ở đây thì đi quên nó cũng thích nè, cho anh nói tiếng Anh với ảnh á. Dạ. Phải luôn. Đây bác trai. Đó là để ông ơi, ông đi. Để đi. Chủ yếu là vui thôi chứ còn ăn rồi. Yến bên đây đi em cưới hả? Đâu đó. Đi bữa thứ hai rồi. Chị quên, nhắc kia rồi mà chị quên. Bữa tự nhiên có chị Yến lên video á, có cái chị gì chị vô chị thấy. Ừ chị thấy. À thấy không đó. Bạn đại học gì á. À bạn hồi đại học của chị Yến. Tên gì quên mất rồi. Ủa Yến là tên gì quá hẳn lắm. Tuyết, Tuyết, Tuyết. Ờ Tuyết. Thì mà tên là tên tiếng Anh là Wendy. Tên nhà tên Lãi. Hồi xưa ốm như Lãi, ngày kêu Lãi. Ai giờ vẫn đâu mặt đâu. Thì có cái thân hình có như đó mà xuống miệng rất thân hình vô nói á. Là bạn học mà biết Nhi á là em của bạn học của chị, nhưng không ngờ là hôm nay là thấy chị Nhi gọi em. Dạ, đúng rồi, chị gặp chị Nhi thì nhiều chứ còn chị Yến thì lâu lâu mới gặp bác lần. Sự dịp quan trọng giống như sinh nhật của ông già đồ này kia mà Ngọc mới qua mới gặp chị Yến. Chứ còn mà ngày xưa mà lúc mà mới vừa qua đó là Ngọc đi làm chung với chị Yến. À là xong rồi chị Nhi mới qua sao. Con biết chị Yến rồi con mới biết chị Nhi. Ngày xưa nhà chị Yến ở dưới này nè, chị có mua căn nhà ngay chỗ này nè, sát bên luôn nè. Ủa vậy hả? Rồi chị Nhi mới qua là ở trong nhà đó đó. Ngọc quay Ngọc chở con đi làm. Rồi cái là cái chị qua là đâu có xe cộ gì đâu. Cái là mấy ngày là con ơi chị Nhi chị ở dưới là con chở chị Nhi đi làm xong chở chị Nhi về. Đó. Dạ. Nó sao mà con đi lên tới nhà Nhi chở Nhi đi làm xa dữ hả? Kế bên nè. Rồi xong rồi chị Yến chị bán nhà đó. Yeah, so hopefully by Wednesday we'll be 99% out.
What? Yeah. What 99%? Oh, by the end of tomorrow, everything should be boxed up. Hy vọng là tới chiều mai là tất cả mọi thứ không còn cái gì nữa hết các bạn. Thursday's gonna be a rest day. Chờ quần áo mặc, cái đồ đánh răng với lại mấy cái đồ linh tinh. Không, bây giờ là chỉ có chiếc là 3 bộ quần áo thôi, 5 bộ quần áo thôi. Đi trang như mình đi về chợ sạch riêng. Để đúng rồi. Mà có cái bao ly cô để. Yeah, I swear this moving got me working till like I just passed out. Đấy là chú gặp chú á. Không biết không, chú là chú làm lẹ rồi. Nhưng mà gặp đi Vinh á. Thì ảnh thì cái kiểu ship ship đồ của hai người khác nhau. Ảnh thì ảnh trật tự. Coi như là đồ là anh bỏ vô ảnh xếp rồi anh bỏ vô trong cái bọc ni lông cái ảnh kia hút chân không. Chân không. Còn gặp như chú với cô là bỏ vô trong cái bỏ cái móc vô luôn. Bỏ nguyên móc vô luôn. Đúng rồi. Đó là mình tách mình máng lại mà con cũng làm vậy. Không chịu. No, we're talking about the hanger with the clothes yesterday. Yeah. Like the hanger and the shirt. All the together. Clothes I vacuumed down, I could fit them all in a large. Chỉ là nói làm vậy là nó sẽ chiếm đỡ chiếm diện tích. Chiếm diện tích, giống như nó gọn lại. Most of that went into a large heavy duty instead of an extra large. The extra large I wanted. But then we gotta hang every single item. Chú nói diện tích cái gì, cái đồ của hai vợ chồng, cái đồ của chay ha. Space is not a luxury on this trip. Thiên thu dạng địa. I'm gonna tell you, we're gonna be super tight. Ôi, chị chạy nó ra luộc cho em, chị. Trời ơi, cuộc đời mình có người lột tôm chứ mình ăn được các bạn ơi. Nè, cuộc đời như đời này, chúng ta lột tôm như nhan chưa? Em lột. No, I'm serious. It's a 26 footer. Bây giờ anh té ra ăn thùng móc nữa. Đúng rồi. Hey, now that's an extra hanger of a box. That's okay. Because I needed that extra large box for all of our swim. Thấy anh làm cái tội nghiệp. Mình phụ với ảnh mà đâu có phụ được. Ảnh nói no. Quay khác nhau. There's a master plan in my head. It's not random. Especially once I've been working with all of our stuff the last 2 weeks. Chồng con đi đâu chơi hay làm gì thấy ông móc đồ cái gọn đồ mà con thấy mệt. Con ha, bỏ vô vali đó gì, dục. Ngộ á, đúng rồi. Đi đâu á là đi Quân ship đồ của đi Quân. Em ship đồ của em với anh trai. Đó, chứ còn ấy rồi xong rồi lấy là làm lại hết. Đúng rồi, có lần mẹ qua đây á. Mẹ ship đồ cho ảnh đi học 15 ngày ha, là một tuần gì ở bên Tigo á. Rồi vô ảnh cũng ship lại. Ship lại ha. Vậy thôi đi, bởi vì là con không có làm. Để tự làm. Ở đây Trang. Con làm lần mà thiếu đồ không mắng con nè. Ôi vậy hả? Tại vì mình thấy ông sếp mình ngứa mắt mình đấy. Trời ơi sếp gì mà lâu dữ. Thế xong bắt đầu cũng cuộn vô làm lẹ cho xong để mình làm chuyện khác, không cho ông làm chuyện khác. Xong cuối cùng thiếu đồ, ông cho mấy đồ của ông để ông sếp đi mốt, để mình ông sếp. No, trust me, baby, there is a master plan. Chứ không, cái này cũng được. Chứ không là bị thiếu đồ. Ủa đâu rồi, chơi đủ rồi. Anh xếp một đống đồ gì đâu mà cuốn kỹ lại rồi đi chán rồi đó. Rồi. Đóng dạ. Cái bức tranh trên tường cũng vậy luôn nha bác, là phải có cái đồ đo. Ở Mỹ giống như thí dụ bác muốn đo cái đồ, nó có cái đồ cân bằng. Cái thước xong rồi ở giữa là nó có cái hạt nước vậy nè. Rồi bác để lên á, bác để lên cái thước đó đó. Cho nó đúng. Nếu mà cái nước á, nếu mà nó bằng, nó coi như là đều nhau rồi đó. Bằng phẳng rồi. Nó vô chính giữa. Nó phải nằm ngay giữa. Nếu mà nước nằm nghiêng qua phải không, một bên phải không, có nghĩa là cái bức tranh nó sẽ bị hơi méo xíu vậy nè. 1mm thôi là cũng phải chỉnh lại cho nó bằng. Đó vậy đó. Đúng rồi, thì Quỳnh cũng vậy. Đúng không? Trang vậy đó. Vì thôi nghe được bảo hào như gai. Very meticulous. Very meticulous. Yeah. Particular, what are you talking about? I said like if you hang the picture on the wall, you have to have the measurement and the thing that you have the water. Like gonna be exact. Water being stuff in the middle, yeah. Right? It is like. Chưa em chưa đủ ra đó đó kinh chưa? Patron. Patron ha. Come in. Mọi người ơi, cái video clip này Ngọc Mỹ là tới đây là cũng dài dữ lắm rồi, 20 mấy 30 phút luôn rồi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay nha. Bây giờ gia đình cũng sẽ tiếp tục nói chuyện vui chơi để chia tay với chị Nhi ha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem cái video clip ngày hôm nay. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại mọi người vào những video clip tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Hẹn gặp lại mọi người ở Florida.